Sophia Lisenko 17 tuổi đã thích khoa học từ khi còn nhỏ. Qua thời gian, em bắt đầu tập trung nghiên cứu các cách để truyền thuốc đến não người. Thách thức là làm thế nào để vượt qua một lớp bảo vệ xung quanh não có nhiệm vụ chống lại virus và mầm bệnh nhưng cũng chặn luôn thuốc. Lisenko cho biết em đã tìm được giải pháp bằng cách tạo ra một robot đại phân tử nhân tạo có khả năng thâm nhập hàng rào. Dự án giúp em giành được giải nhất tại hội trợ khoa học Google có uy tín cao. Hàng rào màu não được cho là dễ dàng tiếp nhận DNA, và DNA cũng có trong mỗi tế bào của chúng ta, nên rất quen thuộc với cơ thể chúng ta, so với những thứ tốn nhiều tiền để sản xuất như hạt nano, và nó có thể không được cơ thể chúng ta chấp nhận. Cho nên công nghệ nano DNA, về cơ bản, ta sử dụng các phân tử DNA này để tạo ra các cấu trúc mà ta có thể thiết kế và ứng dụng. Nên dự án của em đang sử dụng các cấu trúc nano DNA này trong một robot để mang các phân tử đi. Robot DNA nhỏ này sau đó sẽ thực hiện các tính toán cần thiết để tìm ra nơi cần đến. Để kiểm tra tính hiệu quả của nó, Lysenko đã thực hiện hàng trăm thí nghiệm trên máy tính, mặc dù em không có đủ các dụng cụ cần thiết tại trường trung học của em ở Pennsylvania. Ở trường chúng tôi không có các tiện nghi và thiết bị để làm những việc em ấy đang cố gắng thực hiện. Đó là những kỹ thuật tiên tiến, cho nên em ấy thực sự phải tìm một không gian nào đó trong môi trường nghiên cứu ở đại học. Và điều đó rất khó khăn, em phải gọi điện thoại, liên lạc hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm cách có được một không gian làm việc như vậy. Thân đồng tuổi tin cuối cùng đã tìm thấy những gì em đang tìm kiếm ở Boston, nơi em bắt đầu làm việc trong phòng thí nghiệm của trường. Em dường như không bận tâm đến những người hoài nghi. Em ấy thực sự làm tôi ngạc nhiên. Cách mà em ấy đón nhận phê bình, em có định hướng học tập rất cao. Lysenko không chắc em muốn làm gì trong tương lai, có thể là dạy hoặc làm việc cho một công ty dược phẩm. Nhưng em biết rằng em không muốn dừng lại ở đây. Ngay bây giờ em đang làm việc với các nhà khoa học trẻ khác trong một dự án đầy tham vọng, tạo ra một thuật toán phần mềm giúp nhận biết bệnh bại não ở trẻ sơ sinh dựa trên nét mặt và chuyển động cơ thể của chúng.